Bây giờ mình không có một mình nữa, bây giờ mình đã có đồng minh rồi. Hello các bạn đi lực bạn. Hôm nay mình đã có các có đồng minh hơi bị bự luôn nha, hơi bị nhiều luôn nha. Nên là mình đó là hôm nay mình đã mình đủ ôm thường ngố á, kêu ôm thường ngố á. À, về chở anh đi. À, hôm nay em kêu cái chứ ông chạy một cái chiêu gì đó, ông chạy xe mà như quay á. Như vậy ông nói để một cái con dây là ông nói vậy chứ trời ơi đi về cả buổi mới tới nơi ông có xạo. Kêu mấy fan của mình đi qua đi. Mấy đứa ông làm gấu hết trơn. Mấy đứa cháu của mình sớm kêu hú qua đây thì đăng mình bài binh bố chặt nhanh vụ thương ngố rồi. Hôm nay ông thương ngố phải cho ông thương ngố một trận mày nhớ đời. Được không? Tụi con lo được không? Chị này cũng hiếu để tụi con lo. Trời ơi, tụi dữ nữa. Hồi đó con có coi video á thì chú thương ngố bị nhét á, xanh mặt mày luôn. Hôm nay con sẽ cho ổng biết thế nào là lấy độ. Chẳng có độ đâu mà thế. Trộn té đấy. Ừ đó chạy đúng cái độ nè. Mà chạy rồi cô vậy nha, bây giờ đi cô hiếu quá chăng cho cô mới được chứ mất không gì đâu được. Ok không? Ok đi thôi đi. Không có cừ nha, người ta đẹp là phải không có cừ nha. Chưa chị thấy mỉm mỉm rồi đó mà đẹp gái thì phải khác thôi đúng không? Cứ điều là cứ mà đẹp mà phải gì mới không, phải gì mới thiệt đúng không? Để thôi ông thương ngố ông khùng lắm, giờ ông khùng lắm, khùng vàng rồi ông khùng. Đánh ma hồng đi. Trời ơi con quỷ mà ma hồng ông đâu. Mai làm người đẹp bữa nghe con. Người đẹp ma quỷ. Được chưa? Đó gì là khoan ra gì đi. Giờ xong khoan nha. Sưng môi cho nó luôn. Thôi đừng có sưng môi, con ma nó xấu mà đâu cần sưng môi. Quá nó không được, con ma nó môi trắng. Ha. Chị mày uế liễu. Mày xấu thiệt. Thủ tóc xuống, đâu có thấy đâu. Thấy hơi thôi, được rồi, vừa thôi. Nè, con ấy gì nè, đây chuyện này chứ nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, 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 mình thấy nó cừ không à? Giống như của chị em Quỳnh đó. Đánh má hồng cho nó luôn đi. Thôi màu đỏ ai cũng khen đẹp trai phải không? Hôm nay cho đẹp luôn. Nó trời ơi. Hôm nay hết đẹp luôn rồi. Để hôm nay làm xấu nữa đi con ơi, đẹp hoài cũng bình thường quá thôi. Ha, đẹp trai hoài bình thường quá à. Nhưng mà nó liệm. Trời ơi, trời ma không có thiệt giống gì bà. Hôm nay hết đẹp trai rồi. Nhìn đi. Đẹp. Đẹp gái. Nay là bà mất bảo ông hóa trang thành gái. Bây giờ để bảo phải hơi lại chút nha, nhắm mắt lại bảo. Đó con mi con mắt rồi đâu. Chân mày này là chân mày. Chân mày lá lén. Đẹp bữa nay thành người đẹp lạ luôn. Đẹp lạ lùng luôn.
rồi thằng này ta đấm nè. Cấu trúc rồi. Trời bữa nay hết đẹp thiệt rồi. Trời ơi. Gì mới giống chứ. Nhớ nghe, là phải ăn kế hoạch ABC nghe không? Lúi hai người. Thôi nhìn nó ma quá à. Thử coi. Thử coi. Thôi ngồi trời. Thôi nè 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 ông thương cứu cứu hỏi. Nè nè. A few moments later. Mình có bài mình vô thật. Giờ đây chỉ chờ ông thương cứu tới đây. Đâu mà lâu quá thấy gì mà lâu dữ. Đây nè, em trong đây nè. Đây, mất gì mày nổ thôi, trời ơi trời. Phải là đi vô trong nhà để làm gì vậy? Đây, dẫn lên tính ngủ ngoài chạy. Nhưng mà tính vô đây, dẫn lên vô đây. Coi thấy trong đây im không, không được. Thì tối hôm nay mình ngủ đây cũng được. Được không? Được không? Tại vì cái nè, tính ngủ đây nè, cái giường nè. Nhưng mà cái giường này nó cũ rồi, nhưng mà của mẹ để lại. Nên là ba mẹ nè, mẹ để lại uống mà cái giường này giường cò hồi xưa đó. Nên giữ. Hả? Gì vậy? Như vậy? Trời ơi, nghe mấy đứa nó ít chút sớm. Sớm tối gần vậy hả? Đó vậy đó mà nó hồi nó nhỏ rồi nó coi nó ngủ khóc như vậy đó. Cái giường mà tính là được không? Giường này sao ngủ được, hai ngủ được không? Chắc không thì ra không có, thì tại tay để lại còn không được thì mình mua giường mới. Là tính tại có bạn mình tự kêu là nữa ông sửa nhà lại ông cho thuê, nhưng mà cái giường này cái giường của mẹ ba để lại nên để lại đó ông ơi. Tính sinh tồn này hả? Bây giờ tối hôm nay ngủ ngủ ngoài hay là vô đây hay không vô đây? Ngủ đây đi, ngoài sao hàng ngủ được mà anh đi nghe được cực chất. Ở đây có mẹ mày. Thì ở đây nè, nó nói là được không? Được không? Được không? Em đi lấy chiếu cái đồ hết nữa. Được. Nói chung là con xe được áo mà. Yên. Chào mẹ. Thử quá. Này cây hậu ao gì đó. Trời ơi, tao mà chưa có ba mẹ mày ơi. Mà đóng cửa rồi. Vậy chưa giữ cửa rồi trời. Không có thấy gì được không, không biết được. Anh ngồi nè, anh ngồi với em nè, ngồi biết trời. Chưa có chuyện chưa làm gì á. Làm gì mà cậu đẹp vậy. Chúng thì phải lịch sự chút. Trời ơi, lịch sự, gì đâu cũng lịch sự. Vui không? Vui, trời trời gì nó gớt quá trời. Ờ, biết nó cứ hàng xóm đó mày. Nó cứ hàng xóm đó nghe không? Trời ơi, vậy mới nói khoe tôi hôm qua. Ừ, anh mới khoe em hôm qua, anh nói sao? Nhậu ngoài đó, không có gì gần, vô đây nghe. Tàu leo quá. Mới anh tàu kỳ quá à. Không thấy. Hôm qua ngủ im chung phải không? Mày làm gì chưa gì dính dính lên chỉ trời mà. Cái đường nó yếu rồi. Giờ để em đi lấy chiếu nó bụng mền. Bây giờ anh đi ấy nước đi tặng giặt cái nồi. Mình lau lau xong rồi em mới lên chiếu ra chảy cái gì sao rồi đó. Mẹ đi em còn kéo màng lên chi. Xả nước lau đồ hả? Lau giường trời. Nó đồ nha mẹ. Đi nha. Trời ơi. Nè xả nước đi, cái sầu nó bị hư rồi. Ừ, nấu bằng nào? Cái này nè, cái này nó được nha. Trời ơi. Nè thơ ớt nè. Xả vô lau giường hả? Ừ. Có nồi lau không? Có, để em lấy. Cái nó đâu rồi trời.
chiều vỏ đó kìa. Vậy anh nó chụp cái vỏ anh đó. Ôi đâu không có chỗ nào. Mới nói vừa sao đó em mới nói vừa đi vô quá. Ai chụp cái vỏ liền. Có đâu. Ông làm gì hết trời, nhà bữa ta từ đó giờ ta ở đây không có gì, chuyện tào lao không có gì đâu. Cái gì đâu. Ra nhà cậu ngủ đi. Trời ơi, nhà trời vậy tối lỡ mưa là sao? Ôi, ở đây hai mình mới được. Cái máy ta cự. Để nó mới chụp cái vỏ luôn anh đó. Trời ơi, mơ hồ à. Trời ơi, vậy mà đòi bảo vệ gì kia, tào lao. Có ai có. Vậy đòi bảo vệ. Cái gì? Có hả? Xấu khờ ơi, mặt nhát hết nhìn biết nhát rồi. Lao, có đâu? Nè, đừng có đâu. Thấy thằng nào đâu? Cái gì đâu? Trời ơi, nói trơn kìa. Bởi vì tối ngày sợ vậy mà hôm qua ai nói với tôi là gì? Không sợ. Làm gì lâm lâm trong đầu. Thì qua nó sợ đâu, anh ngủ mình đêm đó. Ờ, có gì đâu, thì có gì đâu. Trời ơi, vậy tôi là đi lấy cái cà để lấy bao trò nào. Có nhiêu động xong rồi đòi làm gì. Nè. Có nhiêu, có trông rồi. Sao vậy? Em tự nhiên mở cửa là gì trời? Ủa thành công rồi đó đúng không? Ngoài cái giải, ba giải.